Chào các bạn, trong buổi tutorial hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái plugin rất là hay của hãng Revision, nó tên gọi là Flex1. Và cái hiệu ứng này, cái plugin này nó sẽ giúp chúng ta biến đổi cái hình ảnh từ một cái hình ảnh này sang hình ảnh kia rất là hay. Và đây là kết quả mà chúng ta sẽ thực hiện. Rồi thì đầu tiên thì mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua bằng cách là like, share, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm động lực xây dựng thêm nhiều video hơn. Và link download cái plugin này cũng như là các cái file project thực hành cũng như là tất cả các cái software plugin khác mà mình sử dụng trong bài của mình thì đều sẽ có bao gồm link download trong phần mô tả của video. Các bạn có thể xuống để download. Rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành vào trong After Effects. Mình sẽ tạo một cái project mới. Rồi mình sẽ đưa vào hai cái hình ảnh. Được chưa? Và đây là hai hình ảnh có phông xanh thì mình sẽ lấy cái một cái hình ảnh để bắt đầu và mình sẽ đưa vào tạo một cái con với nó. Và ở đây thì mình sẽ đổi tên cái layer này là G1, được chưa? Và mình sẽ áp dụng cái keyline vào đây để mình key cái phông xanh ra. Đây là một cái công việc key rất là đơn giản thôi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đưa cái hình ảnh cô gái thứ hai vào. Và với cái hình ảnh thứ hai này thì mình cũng sẽ áp dụng cái keyline vào đây. Mình sẽ tùy chỉnh lại một chút cái screen mạng của chúng ta. Scale cái hình ảnh cô gái này lên, được chưa? Rồi, thì ở đây thì mình sẽ có thể điều chỉnh cái vị trí của hai cái hình ảnh này, của hai cô gái này nó khớp với nhau một tí. Rồi, và sau khi mà mình đã sắp xếp hình ảnh hai cô gái này như thế này rồi thì cái layer thứ hai mình sẽ đổi tên nó là G2 và mình sẽ tạo một cái layer solid màu trắng để mình làm cái background. Đổi tên là background. Rồi thì sau khi chúng ta đã setup hình ảnh hai cô gái cũng như là background rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cái hiệu ứng flex 1. Và để thực hiện cái hiệu ứng flex 1 này á thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ pre-combo hai cái layer cô gái này. Mình sẽ vào layer pre-compose, đặt tên là G. Move all attribute into the new composition, ok chưa? Và sau đó mình vào trong cái layer G này. Và bây giờ thì cái thời điểm nào mà chúng ta muốn cái việc một nó xảy ra, chẳng hạn đây mình chọn cái frame số 75 đi, thì chúng ta sẽ bắt đầu giới hạn hai cái layer lại với nhau để hai cái hình ảnh nó chuyển đổi qua lại, được chưa? Rồi, thì sau đó mình quay lại cái main com của chúng ta. Và bây giờ thì bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện tạo những cái mask. Và những cái mask này chúng ta sẽ vẽ ở trên những cái đường nét mà chúng ta muốn biến đổi ở trên cái hình ảnh của chúng ta. Chẳng hạn ở đây mình muốn biến đổi những cái bộ phận chẳng hạn như là con mắt hoặc là miệng hoặc là mũi hoặc là lông mày. Cầm và vai các thứ và mình muốn những cái đường đó nó sẽ biến đổi tương ứng qua cái hình ảnh cô gái thứ hai. Thế thì để làm việc đó thì mình sẽ dùng cái công cụ Pen Tool và mình sẽ vẽ các cái đường nó viền theo các cái bộ phận mà mình muốn. Và sau đó mình sẽ click ra ngoài cái layer, sau đó mình lại click là vào lại cái layer mình tạo những cái đường thứ tiếp theo. Cái mục đích làm như vậy là để cho những cái mask của chúng ta nó sẽ không tạo thành một cái mask thật sự, được chưa? Nó không có ảnh hưởng đến cái việc cắt cái hình ảnh chúng ta. Rồi thế thì cứ tương tự như vậy mình sẽ vẽ những cái đường. Và để cho cái việc một nó càng đẹp và càng chi tiết thì các bạn vẽ càng nhiều đường và viền theo những cái yếu tố ở trên khuôn mặt chúng ta thì càng tốt.
Và mình sẽ vẽ một cái mác viền theo tóc của cô này. Chúng ta không có cần quá chính xác, chúng ta không phải là roto ha, nhưng mà ở đây thì những cái đường path này nó sẽ giúp định hình cái việc một sau này, cho nên là các bạn cố gắng làm sao đó sát nhất có thể ha. Rồi thì sau khi mình đã tạo những cái đường viền xung quanh cái khuôn mặt và cơ thể của cô gái thứ nhất rồi, thì mình bắt đầu mình mở các cái mask mà chúng ta đã tạo ra. Mình sẽ select tất cả những cái mask này, mình bấm tạo cái key cho cái mask path, được chưa? Sau đó mình đi đến khi mà mình chuyển qua cái giai đoạn mà cái cô gái số 2 xuất hiện, và đến cái giai đoạn này mình sẽ bắt đầu đưa những cái yếu tố, những cái mask này nó đến đúng cái vị trí tương ứng với trên cái khuôn mặt của cô gái thứ hai. Chẳng hạn như là con mắt thì mình sẽ di chuyển đến đúng cái vị trí con mắt, được chưa? Và như các bạn cũng có thể hình dung cái logic, thì các bạn thấy là để cho một cái tác dụng một nó hiệu quả thì chúng ta phải di chuyển và tùy chỉnh các cái path này cho nó đúng cái vị trí tương ứng trên những cái bộ phận tương ứng của cái khuôn mặt của cô gái thứ hai. Yeah, cái vai thì chúng ta để đến đúng cái vai. Đây thì mình làm để tiết kiệm thời gian nên chưa không có kỹ lắm. Còn khi mà các bạn làm thật sự thì các bạn cố gắng chúng ta làm kỹ thì cái cách dùng một chúng ta nó sẽ tốt hơn. Bộ tóc thì tất nhiên là chúng ta sẽ di chuyển cái mask của bộ tóc vào cái bộ tóc của cô gái thứ hai này. Và mình cũng mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình bằng cách là like, share, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm động lực xây dựng thêm nhiều video hơn. Và ngoài ra nữa thì các bạn nhớ là tất cả các cái tài nguyên mình sử dụng trong bài thì đều có bao gồm link download trong phần mô tả của video ha. Rồi thì như vậy là các bạn thấy là bây giờ thì chúng ta đã có những cái path, những cái mask path nó đi theo shape khuôn mặt và cơ thể của hai cô gái này rồi. Bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng áp dụng cái hiệu ứng, chúng ta vào phần effect, trong mục revision plugin chúng ta sẽ chọn flex 1. Và ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện các thông số trong đây chúng ta có thể để mặc định ha, hoặc là các bạn có thể tìm hiểu thêm. Ví dụ trong phần GPU, nếu mà máy của bạn có cái càm màn hình mạnh và nó hỗ trợ chúng ta, bạn bật on lên thì tác dụng một nó sẽ tốt hơn. Trong phần quality các bạn có thể tùy chỉnh cái chất lượng của cái việc một này, chất lượng càng cao thì cái tốc độ render nó càng chậm, đúng không? Và đa phần là như vậy thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái thông số là picture key để chúng ta thực hiện cái việc một. Thì ở đây ở ngay cái thời điểm mà chúng ta tạo cái key cho cái path, những cái mask path của chúng ta, những cái key đầu tiên nè, được chưa? Thì mình sẽ click vào cái picture key ở đây, mình tạo một cái key luôn. Và ở đây thì mình sẽ review cái key của cái thông số picture key ra. Thì chúng ta cùng thấy thì đây chính là cái thông số picture key và hiện tại nó là off, được chưa? Thì mình sẽ đi đến một frame trước cái frame off này mà mình sẽ bật nó lên. Rồi như vậy các bạn thấy là chúng ta sẽ có hai cái key của cái picture key, một cái là hiện tại là on và ngay cái thời điểm mà chúng ta có cái mask path thì chúng ta sẽ chuyển nó thành off, trước đó là on, được chưa? Rồi tương tự như vậy mình sẽ đi đến cái thời điểm mà cái mask path của mình nó chuyển thành cô gái thứ hai, mình sẽ chuyển nó thành on, mình sẽ chuyển nó thành off, và sau đó mình sẽ tạo một key của cái picture key ở đây và sau đó mình sẽ chuyển thành on, được chưa? Thì như vậy các bạn thấy là chúng ta sẽ có hai cặp key của cái thông số picture key.
được chưa? Hai cặp key tương ứng ở hai cái vị trí mà chúng ta có những cái mask path đó, có những cái key của cái mask path. Và nói chung là trước cái key mà chúng ta có cái mask path thì cái thông số picture key sẽ là on, được chưa? Sau đó nó sẽ là off. Và tương tự như vậy ở bên đây, ở ngay cái vị trí mask path key chúng ta sẽ có cái picture key là off và chuyển sang đây nó là on, được chưa? Hai cái off nó sẽ chặn hai đầu. Rồi, thế thì sau khi mà chúng ta hoàn thành xong cái việc key này thì bây giờ chúng ta preview thì các bạn sẽ thấy cái kết quả mọp của chúng ta. Thì như vậy các bạn thấy là cái hiệu quả của cái plugin mọp và cũng rất là đơn giản, cách thực hiện cũng rất là đơn giản thôi. Nó sẽ giúp chúng ta thực hiện các cái công đoạn mọp của mình cho nó thật là hoàn hảo. Ở đây thì các bạn có thể check thêm những cái ô chẳng hạn như là Auto Align hoặc là Smart Blend để mà các bạn thấy nó sẽ có những cái tác dụng khác dành cho cái phần mọp. Thì các bạn có thể thử nghiệm với các cái thông số này để xem là cái kết quả nào tốt nhất cho cái công việc biến đổi hình ảnh của mình. Rồi, thì cái tutorial ngắn ngày hôm nay xin được phép kết thúc ở đây. Mình chỉ giới thiệu với các bạn cái plugin rất là hay, đó là Flex Mob, để mà giúp các bạn biến đổi hình ảnh với nhau. Mong là cái này nó sẽ hữu ích trong việc các bạn thực hiện các cái hiệu ứng kỹ xảo. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình ha. Hãy cố gắng like, share, subscribe để mình có thêm nhiều cái cảm hứng xây dựng những cái nội dung mới cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.